thân nữa bán quỷ đi khinh phù khâu biếu phong phần lương xa chiều lòng tông biếu mặn khao khao na đáo nòng tháo bay linh hồi bằng mệnh thương khá phiến mùa xuân nàng ơi. Sương mưa lặng hãy hứa căn lòng chứng trăm trường đã khổ lương mày ma cũng lương. Hai xin chào quý vị các bạn nhá, chào mừng các bạn nào quay trở lại với Ado TV các bạn. Hiện tại thì hai vợ chồng mình đang có mặt tại Hà Giang, Hạ Thành Quán các bạn. Nghe tin hai vợ chồng mình lên đến Hà Giang chơi thì được sự lời mời của anh Ước, Tày TV và team anh Nguyễn Tất Thắng các bạn. Và hôm nay thì mình đã có mặt tại đây rồi. Buổi tối hôm nay thì xin mời các bạn cùng mình và Thùy đến thăm quán Hạ Thành Quán của team anh Ước các bạn nhé. Xin chào tất cả quý vị trên kênh Ado TV. Hôm nay là Hạ Thành Quán rất được vinh dự là đón hai vợ chồng đến với giao lưu với Hạ Thành Quán. Bây giờ thì mời hai vợ chồng cùng các bạn đi vào đây để cho các bạn tham quan một vòng tại Hạ Thành Quán. Ở đây thì các bạn ạ, buổi tối Ado thì lung linh luôn. Đúng rồi, lần đầu tiên em vào đây chứ nhỉ? Lần đầu tiên em vào đến đây đấy thì cái quán này có một thời gian mình đi qua thì quán đang trong thời gian tu sửa đúng đang hoàn thiện. Đúng rồi, lúc đấy là anh có gặp ở ngoài này một lần. Đúng rồi. Nhưng mà lúc đấy là chưa có cái ao này. Đúng rồi, có cái ao. Ao bây giờ thả cái gì không anh? Thả... Đây ao thả cá rồi ạ. Ao ao ở trên này là chỉ có thả cá bống ấy nhỉ. Đây cá có con to nhất là hơn 8 cân. Hơn 8 cân. Đấy. Con này đúng không? Cá này là một trong những loại đặc sản của vùng Hà Giang. Cá bống các bạn. Đây nó bơi hết ở đây này. Em cho nước xuống là nó chạy ra đây mà. Đây à? Đấy. Để em thử cho em nhé. Thử một tí đi. Hất nước xuống đây. Đấy. Giảm mùi cho nó ra không? Giảm mùi luôn. Chạy ra mầm luôn. Ra luôn. Ra đi em ơi. Ui đấy, thì nó quậy nước kìa các bạn ơi. Kìa nó hiện ra đấy. Nó lên kìa. Ồ, đây, đây đây, nó nổi lên trên kia kìa. Ui. Con đấy là có... Ở đây có, nó khá là tối các bạn, chắc là thôi. Mình sẽ xin phép... đi cùng anh Ước tham quan một chút quán nhà mình. Xin chào. Đây nhé. Là giới thiệu với hai vợ chồng nha. Đây là trước mặt kia là sảnh chính. Đấy. Sảnh chính đúng. Còn đây là khu vực ngồi uống nước, khách ăn cơm xong là ra ngồi đây uống đây nước. Đây các bạn, đây có cái con củ cóc. Củ cóc các bạn. Nhìn chất lượng quá. Gọi là thiềm thư ấy. Tính tay là thiềm thư. Không, thiềm thư nhá, phong thủy. Thiềm thư. Ba con các bạn. Cóc thì sẽ ngậm tiền quay mặt vào hướng vào trong. Đúng rồi, vào quầy lấy tân luôn đấy. Đúng rồi, có nghĩa là đúng rồi. Có ý nghĩa là sẽ hút lộc vào tài nhà. Lộc đi vào nhà. Đi vào nhà. Đấy. Con này là rơi vào khoảng 5 con này, tạ. Con này ở 5 tạ. Hôm trước là nhân viên đây khiêng đau hết cả lưng. Sẽ tham quan một chút các bạn. Đây 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 là giới thiệu với hai vợ chồng, đây là sảnh chính này, đây là chuyên sảnh chính này, đúng không? Tổ chức sự kiện. Đấy. Sảnh chính của nhà hàng. Ở cái nhà hàng này thì mình sức chứa khoảng bao nhiêu người anh? Bây giờ thì khoảng được gần 50 mâm. 50 mâm. Đấy. 5, 8, 40, 4.400 người. Hơn 400 người. Hơn 400 người. Nếu mà gọi là căng đét đấy. 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 Là một đám cưới là ok cũng và tiệc chính cũng ok đấy các bạn. Sảnh này là... Cái này là ngôi nhà sàn mình của người Tài của mình... Tân trang lại đúng cái không? Cái này là mình tân trang lại, mình làm đóng hết tại trần vách này, xung quanh. Với lại nhà chính là bên kia. Còn đúng ở trên này là không gian nó lại hoàn toàn khác một tí. Chúng ta đấy. Lên trên thử xem nhỉ? Rồi. Mình sẽ đi tham quan một chút các bạn. Thì, đây là bạn quản lý nhà hàng. À, em chào anh nhé. Không biết vợ mình vào đây lạc mất đi đâu rồi. À đi chụp ảnh với...
À, đang đi chụp ảnh à? Đây, đây thì đi lên đây. Có đó, những cô gái mặc áo tày rất là xinh này các bạn. Và mình sẽ lên đi lên các bạn nhé. Xin chào em. Vâng, em chào các anh ạ. Xin chào nhé. Đây, đây là không gian thứ hai của nhà hàng. Ở đây này các bạn, trang trí chủ yếu là từ tre và gỗ các bạn ạ. Và mái thì là mái cọ. Mái cọ thì được cái là ưu nhược điểm là mùa hè nó mát. Mùa hè mát thoáng. Thoáng. Mưa không bị kêu nữa. Đúng rồi. Nếu mà dùng tôn là mưa nó kêu lụp đụp các bạn. Mưa to là kêu lắm. À cái này là của khách đúng không? Đúng rồi, đây là của khách. Đây này các bạn có cái sự lựa chọn là bên dưới là sẽ ngồi ghế, còn trên thì sẽ có những cái đệm để ngồi, đệm ngồi như này bằng thổ cẩm luôn. Ôi trang trí đẹp thế. Đó, các bạn mình sẽ quay một vòng các bạn nhé. Ở trên này thì chủ yếu là cá bỗng này, vịt suối, gà đen và lợn cắp nách các bạn. Đó, những cái món mà được người dân rất là ưa chuộng. Và ở đây thì nổi tiếng với món vịt. Vịt suối. Vịt đúng không? Em thấy nhà nào cũng có một cái ao này, sẽ nuôi vịt này. Rồi là một cái ao nuôi vịt này, rồi bên dưới là cá bỗng. Đúng rồi. Em thấy là nhà đây thì san sát nhau ở một cùng một khu thôi, chứ không phải cách nhau xa lắm. Đấy. Và với lại là ở trong thôn này là 100% là người Tày. Không có dân tộc khác, chỉ có người Tày thôi. Người Tày đúng. Mà 100% là nhà sàn, không có nhà xây. Dạ vâng. Đấy, lúc em đi từ ngoài kia vào là không thấy một cái nhà xây nào. Đúng rồi, em thấy toàn nhà sàn hết ạ. Rồi bây giờ thì chúng ta đi xuống dưới nhỉ. 12 vợ chồng đi xuống dưới nhá. Anh nhà anh ấy trang trí những cái đèn lồng như này này các bạn. Thổ cẩm, đèn thổ cẩm. Thổ cẩm luôn. Rất là đẹp. Đó. Đây hai vợ chồng đi xuống đây. Hôm nay thì Thùy mặc bộ váy cóm của đồng bào người Thái các bạn ạ. Hôm nay là giao lưu nhá, hai vợ chồng là hôm nay là không say không được về đâu. Không say không được về à? Say mới được về. Nghe thôi đã thấy say rồi các bạn. Đây giới thiệu hai vợ chồng, đây là không gian bên bờ suối đây. Đấy. Wow, dưới này này các bạn, một không gian rất là... Ngồi uống nước luôn. Mà vừa ăn cơm vừa nghe tiếng suối chảy. Vừa ăn cơm vừa ngắm cảnh luôn. Đúng rồi. Đẹp thật. Ôi đẹp quá. Bà Tài bật cái điện ở bên này lên. Ở dưới này, có điện luôn à anh? Có điện soi sang xuống bên này. Nhưng mà tí nữa nó mới sáng, bây giờ trời nó chưa tối hẳn đấy, nên là nó chưa sáng mấy. Vừa ăn thì mình có thể ngắm được suối các bạn nhá. Con suối rất là to ở đây. Bây giờ thì nó hơi tối một chút các bạn ạ. Ở trên này là giới thiệu hai vợ chồng là có một cái thác rất là đẹp, gọi là thác số 6, cách trung tâm thành phố 6 km thôi. Đấy, các bác mà có dịp có ghé lên Hà Giang thì có thể qua Hạ Thành Quán nhá, giao lưu nhá. Rất là gần với thành phố. Ôi, quán nhà mình trang trí đẹp quá anh ạ. Những bức ảnh vùng cao này các bạn, những bức ảnh vùng cao. Rất là đẹp. Đây là bức ảnh về hai cô gái người Mông. Hai cô gái người Mông. Chụp ảnh vào mùa xuân nhá. Mùa xuân các bạn. Có hoa đào. Đẹp quá. Còn bên này là dốc Chín Khoanh. Cung đường từ Hà Giang lên cao nguyên đá Đồng Văn. Trên đèo Mã Pì Lèng đúng không anh? À không, nó lại ở mạng bên này. Nhưng mà mình cũng đi qua đường này mới lên đến thị trấn Đồng Văn. Còn bên này là ruộng bậc thang Bản Phùng ở Hoàng Su Phi. Hoàng Su Phi các bạn, một cái địa điểm mà rất rất là nổi tiếng và đẹp nhất, bậc nhất Tây Bắc về ruộng bậc thang và những ngôi nhà ở ruộng bậc thang các bạn nhé, đó chính là Bản Phùng. Đây là bàn Tài, bạn quê ở đấy luôn này. Tài giới thiệu cho là... Mùa này là chuẩn bị là có cái món cá, không phải cá nhảy, cá chép ruộng. Cá chép ruộng, đúng rồi. Mùa em này là lúa cũng đã chín như này. Bây giờ lúa chín rồi anh. Chắc là tiến tới là sau cái chuyến này là mình với Thùy chắc cũng sẽ phải làm một chuyến đi Hoàng Su Phi mới được các bạn. Mấy hôm nữa là bây giờ thời điểm khoảng một tuần nữa lên là đẹp đấy. Đúng rồi. Còn nếu mà mình lên muộn quá thì bà con lại gặt xong hết rồi. Đúng rồi. Đấy. Nó lại không đẹp nữa. Nó thời điểm nó chín vàng này là đẹp. Gặt rồi. Trên đấy lúa chín
thế là phải tranh thủ đi sớm sớm. Và các bạn muốn lên Tây Bắc, muốn lên Hà Giang thì có thể ghé qua những cái địa điểm này nha các bạn nhé. Và một địa điểm nữa đó chính là gần thành phố Hà Giang thì có Phương Độ các bạn, có Hạ Thành Quán, có Thác số 6, có Quỷ Vi. Các bác mà rẽ lên Hà Giang muốn vào Hạ Thành Quán thì có thể gọi qua số điện thoại là 0354 833 833. Số điện thoại của quán luôn đúng không? Là gặp... Gặp anh ạ? Không, gặp một bạn Lê Tân. Đấy, bạn đấy sẽ tư vấn cho các bác về những cái món ăn của người Tây ở khu vực Phương Độ. Bây giờ còn bạn lên bảo mấy bạn đi xuống đây ngồi đi. Bây giờ chúng ta sẽ hôm nay là giới thiệu với hai vợ chồng đây là những cái món ăn đặc sắc riêng của bà con người Tày. Đây tôi vào đây nó vào đây. Đấy. Đây chính là cái đây là vịt ấy, vịt làng. Vịt làng đúng không anh? Đúng rồi. Cơm mà anh ước chuẩn bị để tiếp đón hai vợ chồng mình các bạn. Đây là món gà nướng đây. Đấy. Gà nướng đúng không? Gà chạy bộ. Còn đây là món gỏi cá đây, chắc ở bên kia, bên chỗ em là cũng có đúng không? Chứ em có gỏi cá nhưng mà không có gỏi cá bống này. Đấy, một trong những món đặc sản nhất ở khu người Tày Phương Độ là món gỏi cá với cả món cá nướng đây. Cái này là chắc là chốc nữa là mình lấy cái bóng này ra đúng không? Đúng rồi. Nếu mà có khách thì mình sẽ đậy vào để cho nó đảm bảo an toàn. Ừ, lúc nào khách đến thì mình mới bỏ ra. Em sẽ có nhiều nước chấm thật. Nước chấm luôn. Nước chấm thì tí nữa thì anh sẽ giới thiệu với hai vợ chồng sau. Đấy, chấm từng loại không thì hay chấm nhầm là lại mất ngon. Anh giới thiệu cho vợ em nha, còn để mấy bạn nữ kia giới thiệu cho em nhé. Rồi ok, còn đây là món da trâu. Đấy, da trâu nộm đây. Nộm da trâu. Da trâu là đến lạc của Bắc Quang, xã Quang Minh. Những đặc sản ở Hà Giang các bạn. Bây giờ thì anh xin phép là mời hai vợ chồng vào ngồi luôn. Khánh ấy bảo mấy bạn đi vào xuống ngồi đây cùng hai vợ chồng giao lưu. À lúc đấy là quên giới thiệu với hai vợ chồng, đây là món xôi thì chắc là Ado biết rồi đúng không? Món xôi của đồng bào người Tày làm từ cái lá xôi cơm sắc đấy. Từ lá cơm các bạn, từ lá cơm tím, lá cơm đỏ. Cái vàng này em đoán là nghệ đúng không anh? Đúng rồi. Hạ Thành Quán, địa chỉ km 6 thôn Hạ Thành. Ở đây thì cách thành phố Hà Giang khoảng tầm 10 phút đi xe thôi các bạn nhé. Khoảng tầm 10 phút và tầm 6 km cách thành phố Hà Giang thôi. Nếu mà các bạn lên đến đây thì điểm dừng đầu tiên thì mình nghĩ là vào đây thăm thác số 6 và thăm bản đồng bào người Tày. Ở đây thì là một ngày tuyệt vời đấy các bạn ạ. Bây giờ chúng ta sẽ gỡ những cái này ra và thưởng thức ẩm thực. Tí nữa còn mấy món nữa nhưng mà mấy món đấy là lúc nào khách ngồi thì mới bày ra. À để cho nó nóng thì đúng, đúng rồi. Tí giới thiệu với hai vợ chồng một món rất là đặc biệt mà hai vợ chồng chắc chưa thấy bao giờ. Đấy là khẳng định luôn. Khẳng định là chưa thấy bao giờ. Chưa thấy bao giờ. Mình đang tò mò cái món những cái món đấy các bạn. Đấy, chỉ lấy rượu cho em. Rồi, mình sẽ đỡ. Một bạn ngồi cạnh Thủy các bạn rất là xinh, đang mặc bộ váy của đồng bào người Tày ở nơi đây. Váy đồng bào người Tày nơi đây thì rất là đẹp các bạn. Váy bằng nhung và có thêm cái khăn khăn xanh nữa. Bạn tên là gì? Tên là Trang à? Trang có người yêu chưa? Đúng chưa? Anh cũng thế. Anh mình chỉ chưa đang có vợ ngồi bên cạnh thôi đúng không? Chưa có người yêu thật. Vợ thì có rồi, con thì có rồi. Hôm nay lẽ ra hai vợ chồng phải rủ thêm anh em bạn bè từ bên đấy sang chơi đông hơn. Thế vui. Cái chuyến này đi thì hai vợ chồng em thì đi nhiều ngày nên là cũng hai vợ chồng đi rồi rủ mọi người không ai đi. Đó. Mình thấy để ý là đây, đây Khánh mà ngồi đây, ngồi cùng giao lưu cùng hai bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 món nước chấm không ạ? Không biết là chấm những cái gì đây? Đây là cái món nộm da trâu này, thì mình sẽ chấm với cái món nước chấm này. Nộm da trâu, đây là trong này có những cái gì ạ? Cái này là riềng này,
với là cái nước nước quả quả tai chua ấy. À, nước chua ấy. Quả tai chua không? Còn vịt đây là mẹ ở của người Tây, của chú anh là chấm mẻ. Chấm mẻ. Với cả xì dâu. Đấy, tùy theo nhu cầu của khách. Đôi khi thì... Em nghĩ là món mẻ là đúng là truyền thống luôn. Đấy. Xì dầu đó sẽ là lai. Đúng rồi. Còn món gỏi cá đây là sẽ nước chấm với nước cốt chanh với riềng đây. Đấy. À. Và cuốn cái lá hạt dổi ấy. Đây các bạn. Ở bên em có lá hạt dổi không nhỉ? Có ạ. Cái lá này bây giờ gần như là... ở đâu cũng có. Miền Bắc thì nhưng mà khoảng tầm 3 năm trước là không có đâu nha anh nhá. Đúng rồi, trước là hiếm lắm. Đúng trước rồi. Còn phải xin đấy. Đúng rồi. Bây giờ thì ra bà con trồng nhiều. Đâu bây giờ thì chén rượu đâu Trang? Rót rượu giúp anh. Đấy mình em đang bảo thiếu thiếu cái gì đó. Trang cái này rồi đúng không? Mình là cứ phải quen vào này là cầm ly đầu tiên. Đúng rồi. Cái rượu gì, rượu này là rượu gì đấy em? Rượu chuối hột đấy, chuối rừng đấy. Rượu này ủ lâu ấy, 2 năm rồi. Anh xin. Nào để anh em đỡ cho. Rồi, anh xin. Đây em rót bên này, chia ra. Xin cảm ơn nhá. Thôi bây giờ là đủ chưa? Bây giờ đủ rồi, chủ nhà phát biểu thôi. Anh xin phép mời hai vợ chồng. Nói chung là cảm ơn hai vợ chồng đã ghé qua Hạ Thành Quán. Dạ vâng. Giao lưu rồi. À. Nào chờ. Mời đi, mời cả nhà. Mời mọi người, mời cả nhà nhá. Mời nhá. Nào anh mời cô gái chưa có người yêu này. Lẽ ra chén đầu phải đầy đầy tí cơ nhỉ. Hơi vơi. Nào mời nhá. Xin mời cả nhà nhá, mời các bác nhá. Mời các bạn nhá. Rồi, cảm ơn hai vợ chồng nhá. Đồng bào người Tây nói riêng các bạn và ở trên Tây Bắc nói chung thì có chén rượu thì sẽ phải bắt tay. Đó, bắt tay với nhau. Rồi bây giờ mời hai vợ chồng dùng đi nhỉ, mời mọi người đi. Bây giờ mình sẽ thử món nào trước nhỉ? Món vịt đi, đây. Em nghĩ là món anh vịt anh sẽ gắp cho Ado. Ado chấm gì? Để em tự đi. Rồi. Dễ nhỉ. Thế nhá, để em tự chấm nhá. Mình sẽ thử cái món thịt vịt này các bạn nhé. Đấy, cho hai vợ chồng hai cái đùi đi. Ăn gì bổ đấy à? Ăn đùi, đùi sau này đùi to ra. Cái trong cái mẻ này thì có những cái gì đấy anh? Có rau gì đấy? Rau răm với là tỏi. Rau răm, tỏi, ớt. Ớt. Chấm các bạn. Em trộn ấy chứ. Đấy, em đều em lấy cái này trộn luôn. Đúng rồi. Đều lên nó mới thơm. Cái mẻ này mình có chưng lên không anh? Có chứ, mình mẻ này chưng lên đúng không? Còn mình sẽ thử các bạn nhé. Đâu mời đi, Trang dùng đi. Đây, gắp cho Lệ một miếng này, Trang này. Trang phải ăn, không Trang phải ăn ấy, ăn cánh thôi. Sau này bay thì dễ bay đúng không? Bay xa hơn. Cái thịt vịt này thì nó ngọt các bạn, mềm, thịt vịt mềm, chắc, thịt vịt mềm các bạn. Và cộng cái gia vị của nó đó chính là cái mẻ này. Ở chỗ mình thì chỉ có chấm mỗi rau răm với lại là tỏi đó các bạn nhá, hoặc là xì dầu. Còn ở đây thì có thêm mẻ nữa, mẻ chua chua thì nó sẽ dễ ăn hơn. Và cảm giác nó không bị ngấy, con vịt nó béo. Đúng không? Vịt nó béo và ngọt. Đúng rồi, ăn nó không bị ngấy. Dùng cái vịt này nuôi suối này luôn đúng không anh? Thực ra thì vịt này bà con này thả ruộng ấy. Thả ruộng như nhà Trang này nuôi nhiều này. Mai anh dẫn hai vợ chồng đi sang nhà Trang xem trang trại vịt của nhà Trang. Thế à? Thế mai cho anh Trang cho anh sang bắt vịt với nhá. Anh thích bắt vịt lắm. Trang là có biệt danh Trang vịt. Ở nhà ở quê anh có cái hồ ấy. Nên là anh cũng hay thích đi đạp vịt. Cả nhà dùng đi. Thế à? Thế thì mai chúng ta thử đạp vịt nhờ. Thế bắt vịt nhà em xong cho trò đạp vịt chẳng hạn. Rồi mình đùa thôi. Bây giờ thì mình sẽ thử cái món thứ hai nữa. Em ăn được gỏi không? Đây ăn gỏi đi. Trang cuốn cho anh Đô. Đấy, cho em Trang em cuốn cho.
thì em anh cuốn cho Thùy nhé. Cái này cuốn những cái gì đây anh? Đây đây. Em gửi đi cho em Trang, em cuốn cho anh. Nào, cho đấy, cho ít gì anh. Đấy, anh cuốn cho Thùy. Dùng cái lá rổi đúng không? Thùy thì thích ăn gỏi cá hồi các bạn. Bình thường thì con gỏi cá hôm nay thì mình đoán chắc là đấy đấy, em dùng cái đấy để mình đấy, chấm này nhanh đi, chấm đây, mình chấm gỏi đây. Đó, mình sẽ đặt đây. Nào, cho Thùy dùng trước xem cảm nhận thế nào. Em chấm sâu vào, chấm ngập đi. Cẩn thận. Nhìn thôi đã thấy. Nào đô thử đi. Rồi các bạn, mình sẽ thử các bạn nhé. Mình sẽ dùng chơi cái này chấm ngập ngập cơ. Trong này thì có riềng, có ớt. Cái riềng này mình mài đúng không? Rất là ngọt và dai giòn. Được không? Em phát biểu cho mà. Nước chấm em rất là ngon. Nước chấm được ra ở bên này thì nó hơi khác ở bên chỗ em một tí đúng không? Khác hơn một chút. Đó. Bên em hay dùng cái nước măng chua. Còn bên anh lại không dùng cái nước măng chua. Đấy. Ở bên em gỏi thì còn trộn luôn đấy. Gọi là cũng có gỏi nhưng mà trộn luôn. À, trộn luôn đúng không? Đúng rồi. Cái thịt của con cá bỗng này thì các bạn nó giòn các bạn ạ. Mình cảm thấy nó giòn này, với lại là nó ngọt nữa. Với lại là khi mà mình chấm mà quyện với cái lá rồi thì nó rất là thơm. Hơi cay cay của mùi của riềng và chua. Cái này ăn chua vào thì ăn đồ này thì mình làm một cái nhỉ. Rồi, anh mời nhá. Khi mà ăn gỏi này thì mình nên có một chút men vào các bạn để mời em nhá. Cảm ơn. Đúng đấy, mọi người ăn uống tự nhiên đi. Không phải ngại đâu mà, Trang. Không là mời giao lưu cùng với anh Ado mấy khi anh lên Hà Giang. Để hôm nào mình còn sang bên Lào Cai chơi chứ. Nhờ. Hôm rồi sang bên Lào Cai là mình gặp nhau, hôm nào sang một chuyến đi nhá. Hôm đấy là phải sang nhà em cơ. Đúng rồi, gặp anh cũng khá lâu là không gặp... đi sang bên đấy từ hôm anh Hải khai trương rồi. Đúng nhà rồi. Hàng rồi. Đợt vừa rồi là mình cũng sang bên cho anh Hải. Đấy, và đô này là ở đấy đấy. Em sẽ thử cái món nộm này xem nào. Mình sẽ thử cái món nộm này các bạn. Đây là nộm thịt da trâu với thịt. Ăn rất là giòn, em ăn thử nhá. À, mình có đấy, nước chấm luôn à? Chấm ngập ngập đi các bạn. Chấm ngập ngập đi. Các bạn có nghe thấy mình nhai nó giòn sượt 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 không? Chất lượng quá. Da trâu thì dai, thì giòn các bạn, da trâu thì giòn. Còn cái thịt thì mềm. Một cái món nữa, món gì để anh ơi? Cái này là rau rừng. Cái này là rau rừng gồm 5-6 loại rau. Đây là gọi là thuốc ấy. Mà anh Thắng có cái câu châm ngôn là ăn thuốc vào người ấy. Ăn thuốc vào người à? 6 loại rau rừng. Chính xác là món này là em chưa nhìn thấy bao giờ đúng không? Đúng rồi. Còn món này thì chắc là em biết rồi. Bí chuối nộm này. Anh để cái món này giúp em. Ăn thuốc vào người các bạn ạ. Món này thực ra nếu mà anh phải nói là đúng cái quán ở Hà Giang là không có quán nào có món này. Không có loại rau này đấy. Vâng. Là khẳng định 100% luôn. Em ăn thử đi. Mình sẽ thử cái món này các bạn nhé. Cái món này thì từ những cái loại cây gì anh? Tiếm tày mình hoặc là... Nếu mà để nói tiếm tày thì anh cũng không biết nó là tiếng gì. Anh chỉ biết đây là bài thuốc của người Dao. Đấy. Nó có tác dụng gì ạ? Đau chứa là bổ máu với cả đau nhức xương khớp. Vâng. Em bổ ăn thử máu. Đi. Giòn luôn. Thôi mời mọi người đi nhỉ.
Mình sẽ thử cái món này nhá. Xin mời đi, em thử xem. Xin mời mọi người nhá. Lần trước có mấy bác lên đây bảo được giới thiệu ở rừng không dám ăn, nhưng mà về sau ăn xong còn phải mua về nữa mà. Mấy bác ở Hà Nội ấy, ăn xong còn mua về. Nó có độ giòn không? Có, nó giòn giòn. Nhìn thì có vẻ cứng thôi nhưng mà ăn rất là giòn. Đúng rồi, em tưởng là lá già. Đúng rồi, em tưởng lá già. Nó giòn các bạn. Có một vị cảm giác hơi nha. Có một chút hơi chát đắng luôn. À, đúng rồi, hơi đúng đắng rồi. Đắng một tí. Đúng rồi, hơi nặng một tí. Nhưng mà giòn các bạn nhá. Không biết là hậu về sau nó có ngọt cổ không? Cái này. Nó chỉ là hơi gọi là hơi đắng đắng một tí thôi, nó không ngọt. Thơm các bạn. Mình sẽ thử một miếng nữa. Ăn vị đầu tiên là chưa thấy gì các bạn. Giống như luôn nhanh quá. Lần này mình sẽ từ từ. Ăn đi, bây giờ em ăn đi. Mọi dùng tự nhiên đi. Giao lưu đi này. Thôi, anh xin phép 10 đô một ly. Là lâu lắm anh em gặp nhau thì cho đầy đầy đi nhỉ. Chan chê một tí à. Chào cho em xin. Đầy tí đi nhá. Đây, chan chê đi. Chan chê đi. Thôi, tình cảm chan chê. Nào, mời anh nhá. Mời nhá. Mời nhá. Cảm ơn em. Thế bây giờ mọi người cứ giao lưu đi. Đây, bây giờ chúng ta sẽ đến món cá bống nhất mọi người. Tay em sạch nha mọi người. Em sẽ dùng tay. Sẽ dùng tay tách ra. Thế là nếu mà làm to sắc thì mình có phải đeo... đúng rồi, mình sẽ dùng tay nhưng mà mình là người nhái nên là dùng tay nó sẽ là... Không, ăn có một chút vị tay của bạn Trang này có vẻ ngọt hơn đấy các bạn ạ. Các tí còn... Nhìn con cá này nhìn thôi ra thấy nó chắc rồi nhỉ, để ra mà nó chắc chắn thật. Hôm nay là em Trang em không dùng dẫn cho hai vợ chồng. Cá bống kém ạ. À. Bình thường là em cá này nướng chỉ có ăn thẳng thôi chứ còn chưa kém như thế này bao giờ. Đây thì hôm nay em sẽ mời chị thưởng thức món này. À, ăn với bún. Ăn với bún. Dạ đúng rồi. Nhưng mà lưu ý phải bỏ xương ra hết nha. Nhiều khi là mình xây cá là mình phải cẩn thận. Vâng. Đây, em xin phép mời chị em cuốn không được lệ cho lắm. Không sao. Dạ vâng. À, chị có thể chấm mấy nước nào mà tùy ý chị thích ý. Chấm mấy đây. Vâng. Vâng. Đúng bài là cái này. Đúng rồi, đúng bài đây là cái này ạ. Cái này. Còn em chấm xì dầu cũng được đấy, không sao ạ. Đấy, chấm ngập như thế. Một miếng nữa hết luôn. Ăn quá, cá nó thơm quá. Cá thơm ngọt. Thì cá chắc... này thì mình nướng mình ướp cái gì ạ? Cá này thực ra là ướp riềm này, mẻ này. Ướp riềm mẻ. Ướp riềm mẻ. Nó cũng là thực ra nó là da mình người các bạn. Cái cá này cho mẻ mình ướp nguyên với trên trắng luôn. Quan trọng là cái nguyên liệu ấy nó đã chất lượng rồi. Nhưng mà cá ngon nữa với gì cũng ngon. Quan trọng là nó đã chất lượng. Dạ em xin phép mời anh ạ. Quyền. Anh cảm ơn Trang nhá. Dạ vâng ạ. Quá. Con gái. Rồi nhá. Xin phép dùng tay các bạn chấm cái nước này. Xin mời các bạn đem cá nướng. Buồn với là các gia vị rau thơm. Ngon quá các bạn ạ. Tuyệt vời không? Có, em thấy rất là tuyệt vời. Thịt cá thì ngọt, chắc. Cộng thêm mình ăn cùng với kèm với là các loại hoa quả nữa thì cảm thấy nó thanh ấy. Nó thanh chanh và nó mát. Cái này thì ăn mùa nào cũng được các bạn. Và mình nghĩ là kể cả phụ nữ hay là trẻ con ăn cũng đều cảm thấy ngon. Anh ơi em... thì cho anh Khánh nha. Đây em ơi. Anh thì xin nhá. Tiến nó phải bằng bát cỏ. Hai vợ chồng nhá, chị phép các
sẽ cho chim mình ấy, mình sẽ cho lệ một miếng nữa đi. Nó chỉ đói ấy. Nó chạy bàn chạy cong ít lên mà không chạy kịp mà đói thì... Hôm nay thì đến đây thì anh ước bao hai vợ chồng mình cả cái khu vực này rồi các bạn, nên là khách thì sẽ ngồi trên các bạn nhé. Hôm nay là ưu tiên hai vợ chồng. Còn gọi là cái view đẹp nhất ở đây rồi các bạn. Đó. Thì cái món nữa là của nhiều món thì anh ơi, hết chỗ đặt rồi đấy. Em thấy lúc nào nó đầy bàn thì mới dừng. Đầy rồi anh ạ. Còn rượu thì lúc nào mà không đi được nữa mình mới thôi. Đây là sắt trâu. Ăn rất là giòn. Đó, những cái món này thì mình ăn nóng. Em ơi, em mời anh đi. Anh dùng trước đi. Anh dùng trước đi. Đúng rồi. Cứ nhường khách này chết tí nữa đói đấy là say rượu đấy. Anh ăn đấy, ba miếng vịt rồi đây. Hết nửa con vịt rồi đấy. Mình sẽ thử. Xem mọi người dùng đi. Tự nhiên đấy. Cắt cho bạn này, bạn này xa. À, dạ vâng em, cảm ơn. Rồi, cắt đi. À, Khánh cho rượu lên. Tôi mời hai vợ chồng em. Em xin ạ. Rót cho anh chút rượu. Rồi em có rồi, rồi. Anh xin phép mời hai vợ chồng nhé. Anh ạ. Mai thì ở đây một ngày nữa, xong là ngày kia về. Mai đi xuống nhà anh chơi. Xong anh vẫn đi tham quan bản làng người Tây. Vâng, em cảm ơn nhé. Dạ vâng. Cảm ơn anh Ước. Ôi rượu đấy uống hay đấy. Bắt đầu thấy người nó rực lên rồi anh ạ. Anh còn thấy lạnh lên này. Ngồi cùng các cô gái xinh đẹp này mình phải bắt đầu thấy hưng lên. Anh cứ ngồi gần gái là anh phải lạnh. Đấy run à. Rồi các bạn, mình cảm ơn bạn cameraman, chắc là để bạn ấy vào ngồi ăn cơm cùng vì từ nãy đến giờ nhiều bạn ấy ghi hình rồi. Những cái món này thì chúng ta sẽ cùng nhau từ từ thưởng thức các bạn nhé. Và để cho anh ấy vào giao lưu nữa, mình sẽ để mày xa rồi ăn cơm. À thì nữa còn có tiết mục đặc sắc của Hà Lành Quán nữa. À, có tiết mục nữa. Ado sẽ chia sẻ tiếp. Ok. Bây giờ ăn uống cho no đã. Đấy, nói chung là ký thưởng thức tiết mục văn nghệ ở Hà Lành Quán. Ok à, anh. Ăn ở quán nhà hàng Anh Ước thì có một cái tiết mục như này các bạn. Bắt đầu ngà rồi thì sẽ có cái tiết mục là chơi uống rượu bằng những cái mảng như này đúng không? Ống tre đấy. Ống tre này. Rồi bây giờ thì mình là người đầu tiên thử sức với cái món này các bạn nhá. Rồi, em giao cái này cho chị. Em là đi qua cứ uống mà. Chắc là em uống mà. Chủ yếu là mọi người làm. Đây. Mình củ nha. Đừng nói. Nhưng mà chị nào bạn Hiếu giới thiệu đi. Em sẽ vừa uống vừa nghe nhạc. Uống bao nhiêu uống chủ yếu là mình nghe nhạc là chính thôi nhá. Và cái tháng mưa thân nhớ bán quầy lì khấn phù khâu bia phong phần hương xa chiều lồng tông bia mặn khao khao na đáo nòng tháo bay lìn hồi bằng mèn thương khang phiến mùa xuân nàng ngỡ sương mưa lặng hãy hứa căn lòng chứng trăm trường đã khổ lương mày ma cung lương rồi cho đô đến đấy thôi. Cảm ơn đô rất nhiều đấy. Bây giờ chị là con có thể là cho các anh uống hơn là với em con gái. À không, cho mời hai chị thì là uống nhà các bạn ạ.
Vừa uống vừa nghe nhạc cảm thấy hôm nay chỉ có là dành hai vợ chồng thôi. Hôm nay là và... vừa nhất nhân viên mà để tiếp hai vợ chồng đấy. Em ngồi sang bên này. Okay. Chia sẻ với Thùy một chút là cái bài hát này mà Đô đã nhắn cách anh vài năm rồi đó, khi mà lên Hà Giang anh giúp em hát tặng cho vợ em bài này đấy. Và ca khúc này em hãy nghe tình cảm của Đô gửi gắm đến em là của Đô gửi đến em là ca khúc này đấy. Đường về quê chúng em xa vời, vượt mười non chín sông người ơi. Có đào nở rộ, có mận chín đây, ong ánh mật ong thơm ngạt ngào. Cả bản lan sông giữa trời mây. Người ơi, đã yêu đi xa mấy núi cùng qua ơi. Dùng tiếng đàn bắt cầu em tới nghe, lấy tiếng lượn dắt lối người thương xa. Hồi tung còn năm nào em có nhớ, ánh mắt nhìn cho tình ngẩn ngơ vì nó ngơ. Dân tới bàn em được lát bằng đá xanh núi biển, từng bầy chim lượn hót liêu lo. Hỡi hoa, hãy ngắm nhìn các chị các em mình bắt dòng sông ngược núi về mưa. Mường cờ dòng nước tới cánh đồng, dòng nước tới bờ mương để đàn em câu cá. Rồi 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 dòng nước tới nhà sàn để đủ đón Thủy về. Bài hát này cũng là tình cảm của anh Hữu chúc phúc đến hai em, bởi vì là em Đô có mời Xuân Hữu dự đám cưới của hai em nhưng mà hôm đấy là anh bận, anh không đi được, nên là qua video này anh chúc hai đứa thật sự hạnh phúc nha. Hai vợ chồng em mời anh Hữu và cả đoàn nghệ thuật dình một ly được không? Nhất trí, nhất trí. Rồi em cảm ơn anh và đoàn rất là nhiều. Rồi, cảm ơn em nhá, cảm ơn hai đứa. Xin mời nhá. Ơi, cảm ơn em. Anh em cảm ơn anh nhá. Cảm ơn chị nhá. Ăn hay quá. Dạ vâng. Em cảm ơn anh rất là nhiều. Cứ sao xuyến mãi rồi. Thôi, rượu ngon. Tuyệt vời. Rượu ngon và những con người thực sự là tuyệt vời. Cảm ơn rất là nhiều. Cảm ơn em. Hai vợ chồng tuyệt vời lắm, cố gắng nhá, phát triển. Dạ. Anh xem rất là nhiều video của hai đứa. Dạ vâng. Thật sự là giản dị mà hạnh phúc. Dạ vâng. Anh cũng chỉ ước được như thế thôi. Nhưng mà anh có gia đình chưa ạ? Anh cũng có gia đình rồi và vợ anh đang bầu đứa thứ hai. Dạ vâng. Đấy, em cũng mong quê có nghĩa chuyến này là có đấy. Hy vọng chuyến này ở Hà Giang về sẽ có tin vui nhá. Dạ vâng. Rồi các bạn, hôm nay thì hai vợ chồng mình đến đây thì cũng có thêm một bạn nữa, đây chính là bạn Đường các bạn. Đường thì là người con Hà Giang và đến đây thì cũng rất là cảm ơn Đường đã kết nối mình những video rất là hay ở trên YouTube. Và hôm nay có Đường ở đây. Em ấy cũng chưa được thưởng thức cái này. Đúng rồi. Em là lần đầu tiên em phải nghiêng thật dốc vào nha. Rượu từ đâu uống hết từ đấy đấy. Uống mạnh như Thủy ấy. Ai về thăm quê
Hà Giang, đây Hà Giang quê chúng tôi. Gỗ vùng cao về xuôi xây đời mới, thắm tình giữa miền xuôi với miền ngược. Có ai về khơi thêm nguồn hàng, mời lên thăm đây Hà Giang. Ôi đẹp sao đây vùng cao quê tôi đang đổi mới. Để qua vùng cao đem tới miền xuôi, để trẻ quê tôi vui những ngày hẹn hò. Hà Giang mến yêu ơi, Hà Giang mến yêu ơi, Hà Giang mến yêu ơi, Hà Giang mến yêu của tôi. Tuyệt vời quá. Cảm ơn em nhá. Các bác thân mến, hôm nay Xuân Hữu rất là vui khi được gặp lại vợ chồng của em Ado. Và anh em cũng kết nối với nhau rất là lâu rồi, bao nhiêu lâu mình không gặp nhau thì em. Anh cũng nhớ em lắm đấy. Chúng ta nhớ nhau. Nhớ nhau. Mà ngày hôm nay anh rất là cảm ơn hai vợ chồng em đã đến với Hạ Thành Quán thăm các anh em ở đây. Ở đây có Ước và ba anh em. Hôm nay anh Thắng cũng bận, cũng với lại Phan bận nên là không có bận ở nhà hàng được. Vâng. Anh là phụ trách mọi văn nghệ của quán. Vâng. Hôm nay chúc em thật nhiều sức khỏe. Chúc kênh của em là lúc nào cũng triệu view. Cảm ơn. Ba triệu ủng hộ rất nhiều. Thôi cảm ơn tất cả mọi người nha. Cảm ơn các chị rất là nhiều. Vâng. Nào chúng ta rô một cái nhỉ, chúng ta cùng nhau rô một cái nào. 1, 2, 3 rô đi. Nào bạn, nếu bạn nào, ai cổ vũ rô nào. 1, 2, 3 rô. 2, 3 rô. 2, 3 rô. Ôi, tuyệt vời quá. Về 2, 3 lên một cái nhỉ. Nào. Ok. Nào. 2, 3 lên. Bây giờ thì anh xin phép hai vợ chồng em. Anh sẽ lên trên rồi còn có cục khách ở trên nữa. Dạ vâng. Thì hai vợ chồng em cứ ngồi đây dùng bữa tự nhiên. Có nghĩa là ai đến đây thì cũng sẽ có cái tiết mục này. Đúng rồi. Đúng rồi. Tiêu chí của nhà hàng cứ ai lên đây là hai người cũng phục vụ. Ai cũng có màn một mình cũng phục vụ. Vâng, em cảm ơn anh. Rồi các tí nữa bạn lại xuống đây giao lưu nhé. Okay. Dạ vâng. Rồi các bạn ạ, hôm nay thì một video mình ghi hình tại quán Hạ Thành Quán của team anh Nguyễn Tất Thắng, các bạn Phanh Phanh và anh Tài TV. Cảm ơn rất là nhiều. Hai vợ chồng mình cũng bây giờ sẽ ngồi trò chuyện cùng mọi người và video này mình cũng ghi đến đây thôi các bạn nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn. Chào Pidong nữa. Xin chào Pidong nữa.